Thời tiết hôm nay ở Cần Thơ cũng như khu vực Nam Bộ có thuận lợi cho mọi người ở những ngày đầu năm hay không, thưa chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào buổi sáng anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Tin vui là thời tiết hôm nay ở Cần Thơ nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung rất ủng hộ cho các chuyến du xuân đầu năm mới. Nắng sẽ trải khắp các tỉnh thành miền Đông xuống đến miền Tây, nhưng cường độ nắng ở khu vực miền Tây sẽ yếu hơn miền Đông. Nhiệt độ tại Cần Thơ, Vị Thanh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và các nơi khác sẽ dao động trong ngưỡng là từ 29 cho tới 32 độ. Còn ở khu vực miền Đông, nền nhiệt sẽ nóng hơn một chút, với nền nhiệt phổ biến là từ 33 cho tới 34 độ. Nếu quý vị đang muốn tìm một điểm du xuân mang đậm miền quê Nam Bộ, thì vườn tre Tư Sang ở tỉnh Hậu Giang sẽ là một gợi ý hay. Nơi đây được xem là con đường tre đẹp nhất miền Tây, thu hút đông đảo khách du lịch gần xa, đặc biệt với giới trẻ đến vui xuân. Dạo quanh Bạt Ngàn, rặng tre xanh mát, không gian thanh bình mang lại cho quý vị cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Đảo Phú Quốc ngày hôm nay, thời tiết cũng không mưa, thời tiết khá là dễ chịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 29 độ. Gió biển thổi đều, không khí dễ chịu, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây với những bức ảnh ấn tượng. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển, tàu thuyền bám biển vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang vẫn được hưởng thời tiết tốt với gió ổn định cấp 4, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét, biển êm. Còn tàu thuyền hoạt động từ vùng biển Bình Thuận cho tới Cà Mau sẽ gặp bất lợi do gió ở đây khá mạnh, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, độ cao sóng từ 3 đến 5 mét.